Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mình nỗ lực tinh cần chờ đợi cuối cùng có được trận mưa ấy. mình học đúng cái bài nỗ lực tinh cần tinh tấn, ráng nỗ lực chờ đợi cuối cùng cũng được. Thì buổi trước chúng ta đã học về cái tâm sở cần hay là tâm sở tinh tấn, thì chúng ta đã biết rồi, cần hay tinh tấn tức là sự nỗ lực chuyên cần, hay còn một cái nghĩa xa hơn nữa tức là dũng mãnh vượt qua tất cả mọi chướng ngại. Và chúng ta cũng biết được cái đặc tính của nó là nâng đỡ các cái pháp đồng sinh để có thể tiếp tục trụ vững tồn tại và vượt qua được những cái chướng ngại. Về phần phân loại thì chúng ta biết là có hai loại là tà tinh tấn và chánh tinh tấn. Tà tinh tấn cũng chia ra làm hai là cái gì ha? Tà tinh tấn tức là mình kiên trì, thứ nhất là kiên trì giữ vững cái quan điểm hay là giữ vững các cái hành động về các cái bất thiện nghiệp. Và cái thứ hai nữa là mặc dù nó không phải là bất thiện nghiệp nhưng mà nó đưa đến những cái như giới cấm thủ, không đưa đến mục đích tốt đẹp, thì cái đó nó cũng thuộc về tà tinh tấn. Và ngược lại thì chúng ta có chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn cũng có hai là cái gì là một cái là tiêu cực, một cái là tích cực. Tiêu cực là cái gì? Tiêu cực là làm cho cái điện chưa sinh và ác chưa sinh, không sinh. Nó thấy thế này mà gọi là tiêu cực hay đạo Phật nhiều khi cũng bởi vậy cho nên chúng ta gọi đạo Phật là nghịch lưu, đúng không? Nó không có gì thông thường như này, là tức là chúng ta thấy là một cái điều rất là tốt đẹp rồi, nhưng mà đối với đạo Phật nó vẫn là cái gọi là tiêu cực mà thôi, bởi vì nó chưa có cần một cái sự nỗ lực lớn, mạnh mẽ lớn. Và cái này nó chỉ đều nó đưa chúng ta đến cái thứ bình thường thôi. Tất nhiên những cái này là cái tốt, ví dụ như là cái ác mà nó chưa sinh, đó là một cái điều rất là tuyệt vời. Nhưng mà mình đang luyện cái con mắt của mình. Cái này là thấy mình dẫn một cái tích cực nữa. Và cái mà tích cực, cái này rõ rồi ạ. Mình mà nó xanh tươi một chút thì mình không có chịu được, phải đem tối một chút nó mới tốt. Thấy mình dẫn một cách tích cực là ác sinh diệt. Cái này là phải nỗ lực rất là cao chúng ta mới diệt được, hoặc là thiện sinh và làm nó tăng trưởng. Như lần trước có phân tích đấy, cái này nó sinh rồi mà chúng ta muốn làm nó phát triển nó rất là khó, bởi vì chúng ta nghĩ là nó đủ rồi, nhưng mà làm đấy là vừa phải rồi, như làm nữa mà mệt quá thì chúng ta không muốn làm nữa. Thì đó là cái phân loại, và chúng ta cũng đi vào cái phần thứ ba, tức là chúng ta ở cái phần thứ ba, cái phần chức năng. Chức năng thứ nhất của nó là căn bản cho mọi công tác.
Thì trong cái nghĩa này, tâm sở cần hay tâm sở tinh tấn nó chính là, như lần trước có phân tích đó, nó chính là ngũ căn và ngũ lực. Bởi vậy cho nên mới nói đạo Phật vẫn có ví con người chúng ta nó giống như là cái bè để qua sông và cái phương tiện để qua sông, và ngũ căn ngũ lực của chúng ta nó chính là cái căn bản của mọi thiên pháp là vậy. Bởi vì không có cái thân thể này, không có năm căn thì chúng ta thấy là không có một cái phương tiện gì để chúng ta làm các cái thiên pháp cả. Và khi mà làm các thiên pháp một cách cần của tâm sở cần á, thì chúng ta thấy là nó sẽ sinh ra lực. Mọi thứ nó đều có cái quy trình, nó đi từ từ lên. Chúng ta thấy là trong năm căn của chúng ta nỗ lực làm những cái điều tốt lành thì nó sẽ cho chúng ta được cái lực. Mà ngược lại như vậy, nếu mà chúng ta nỗ lực làm những cái việc ác nó cũng cho ra cái lực, nhưng mà cái lực đưa chúng ta đi xuống và cái lực đưa chúng ta đi lên. Cái còn lại là chúng ta muốn đi cái con đường nào thì đi. Cho nên là mọi pháp trong đạo Phật nó vẫn cứ chia ra làm hai hướng, một hướng của như lý tác lý, như lý tác ý, và một hướng của phi như lý tác ý, hay một hướng của tưởng chi hay là thắng chi. Chúng ta lại thấy là nó lại trở về cái bài kinh Trung Bộ đầu tiên chúng ta học rồi. Thì khi mà chúng ta phát triển một cái tâm sở tinh tấn bình thường, khi mà chúng ta phát triển lên đó thì nó chính là cái bước đầu tiên, nó làm cái căn bản cho mọi thiện pháp phát sinh từ đây. Và khi chúng ta thấy là nó làm căn bản của mọi thiện pháp rồi, đấy, cái việc còn lại là chúng ta phải học tập và triển khai nó như thế nào để cho cái thiện pháp đó nó ngày một phát triển lên. Thì giống như những cái tâm sở trước thì cũng vậy thôi, nó từ ban đầu là những hành xấu, chúng ta đưa nó từ từ dần lên, thì nó sẽ ban đầu nó mới chỉ là một cái thiên pháp thôi, nhưng mà từ từ nó sẽ có một cái sức mạnh. Khi mà có sức mạnh rồi thì nó tạo ra những cái tiền đề để chúng ta tiến những cái bước mà nó mạnh mẽ hơn. Và cái bước tiếp theo nó là tạo ra sự nỗ lực, nó là chức năng thứ hai đấy. Thì cái này cũng chính là nỗ lực, chính là tinh tấn của cần. Khi mà năm căn chúng ta được huấn luyện một cách thuần thục, giống như con ngựa bất kham, con ngựa hoang, chúng ta đưa từ rừng trở về, bắt đầu chúng ta huấn luyện nó tạm tạm quen với lại dây cương rồi, thì bắt đầu chúng ta thấy là chúng ta có thể cưỡi được. Và cái giai đoạn nỗ lực này là, tức là chúng ta bắt đầu điều khiển cái con ngựa theo cái ý của chúng ta. Tạo ra sự nỗ lực ở đây tức là nó tạo ra một cái sự bền bỉ, nó còn có một cái nghĩa khác là cái này nó cũng có một cái nghĩa bền bỉ. Bền bỉ một tức là chúng ta đang uốn nắn khép nó vào một cái khuôn khổ, và cái này chúng ta có thể nói là nó chính là tiểu giới. Ai học kinh Trường Bộ thì khóa trước với thầy thì sẽ còn nhớ cái này. Chúng ta có ba loại giới là bạn phải cứ biết đi, nó có tiểu giới, trung giới và đại giới. Và lần trước ở cái bài kinh Trường Bộ cũng có phân tích rồi, chúng ta thấy là mặc dù nó là giới thôi, nhưng mà đại giới này nó chính là trí tuệ, cái sự siêu việt của Đức Phật ở trong cái đại giới này. Và tất cả những ngoại đạo và những người thông thường đó, thường thường đó, khi mà khen Đức Phật đó, thì khen được cái này thôi, hoặc là nhiều lắm tới cái này. Chúng ta còn nhớ tiểu giới là cái gì, trung giới là cái gì, và đại giới là cái gì không? Cười đã mà. Tiểu giới là một hiểu. À, và chưa hiểu á? Hiểu rồi. Tiểu giới tức là giới cấm. Tức là giống như là chúng ta mới tỏ tâm vi vũ giới, chúng ta đang sống buông lung thoải mái, là khi mà vào chúng ta phải gắng để mà bớt uống rượu, gắng để
giữ gìn cái tâm lý của mình, thì cố gắng mình gồng mình lên để mình giữ những cái giới đấy. Bình thường là mình cứ sống buông thả thoải mái, nó quen rồi. Giới cấm tức là chúng ta phải gồng mình, chúng ta giữ. Còn giới nguyện là sao? Dạ. Dạ đúng rồi. À, trung giới tức là, hoặc người ta nói cái gì đấy. Tiểu giới tức là giới cấm, còn trung giới tức là giới nguyện. Giới nguyện tức là nó cao hơn cái giới cấm một chút rồi. Chúng ta biết cao hơn ở chỗ nào? Nói vậy chưa đầy đủ. Cái này là mình cũng phát nguyện, nhưng không có nguyện sao mình giữ giới. Không phát nguyện làm sao mình giữ giới cấm này. Đúng rồi, tức là biết là thế, là tất nhiên là phải vượt qua cái này tới giới nguyện rồi. Tức là cái giới cấm ấy, tức là lúc này ấy, là chúng ta đang phải gồng mình lên để mà thực hành những cái điều đó. Còn giới nguyện ấy, tức là chúng ta đã thực hành một cách thuần thục rồi, chúng ta nguyện chúng ta làm cái điều đấy trọn đời, hoặc là nó cái nguyện đấy nó có một cái hướng là chúng ta còn muốn đi lên nữa. Còn cái này là chúng ta đang ra sức ra công để có được cái giới đó. Còn cái này là bắt đầu nó sang cái này rồi. Nó có lực rồi. Còn đại giới là cái gì? Đại giới là họ giới tùy theo á. Nguyện giới nguyện là phát nguyện rồi. Đại giới là 250 giới tùy theo, 350 giới tùy theo đi. Dạ. Hành là hai này rồi. Thứ nhất là đã hành là đã tương đối rồi. Thứ hai là chúng ta nguyện là đã vượt qua đấy rồi. Vượt qua cái sự hành gì rồi. Cái này là chúng ta thấy là đi qua cái sự hành gì rồi. Dạ, chưa phải, nó vẫn là giới. Giới là vẫn phải giữ. Giới thể mình có hai cái này là giới thể nó ngấm trong máu rồi. Không phải. Tức là giới nguyện đây, tức là chúng ta thấy là năm căn đến năm lực nó sẽ sinh ra những cái, khi mà có lực rồi chúng ta sẽ sinh ra những cái giống như là nó có cái khả năng phi thường. Giống như là lần trước tôi nói, tức là chúng ta có khả năng nhìn thấy tướng số người khác chẳng hạn, như ông thầy ông đoán thì sao đi là hết phước 7 ngày sau chết á. Nhưng mà khi mà ông sao đi ông quay lại ông không có chết. Tức là có cái khả năng, tức là cái này nó nhờ hai cái này nó sinh ra những cái năng lực của định giới, nó sinh ra định. Định khi mà có định rồi thì có thể nói một chút là tức là nó là cái thần thông. Giống như chúng ta có thể coi được ngày tốt xấu, rồi có thần thông đoán biết sự việc xảy ra, và chúng ta thấy là phần lớn sở dĩ ngoài đạo họ không vượt qua được cái đại giới là họ dùng cái này làm cái phương tiện mưu sinh để mà thu hút, để mà trục lợi. Còn ở đây đại giới tức là cái giới mà, cho nên Đức Phật mới cấm các thầy theo bói toán hay là cái gì là ở cái chỗ này ấy, tức là nhờ cái công phu tu tập của mình mà trục lợi, nó sẽ đưa mình vào những cái cảnh giới của hỷ lạc và tham, tức là tham dục hỷ đấy. Dục hỷ của cái bài kinh Trung Bộ đầu tiên, dục hỷ Đức Phật là bộ cái ngày Đức Phật nói ngày câu là dục hỷ là gốc rễ của khổ đau. Chúng ta thấy là cái anh này nó sẽ đưa đến cái này nếu mà chúng ta không kéo. Cho nên là Đức Phật cấm là vậy. Cho nên là cái đại giới đây tức là chúng ta không có dùng những cái năng lực của mình để làm cái phương tiện mưu sinh và trục lợi. Ở đây có ai chứng đắc được cái gì vậy? Nhớ mình có dùng nó một cách vừa nãy. Cho nên là cái pháp tăng thường nhân á, tăng thường nhân tức là gì? Tức là chưa chứng thánh mà lạm xưng chứng thánh là ở cái này đấy. Ý số 3 nào? Đại giới tức là những cái mà cái khả năng của mình có được, nó gọi là vượt cái thời tiết. Cái thử định giống như mình có thần thông hay có những cái khả năng đặc biệt, hoặc mình dùng cái khả năng đặc biệt đó để mà gọi là không phải mưu sinh, tức là để cho có dành và có lợi nó lên, để cái ý nghĩa mình phải cung kính cũng được, thì đó là mình làm được phương tiện cho mình có dành có tiếng hay là có lợi trong đó, đúng như chúng ta kiếm lời trong đó.
và chính lời chúng nó là đưa chúng ta đến cái này là lúc chết và khổ đau mà Đức Phật không có kiến thức. Ở đây chúng ta thấy là ngũ lực hồi mới cho từ cái thiện pháp, từ cái căn chúng ta thực tập nó đưa đến cái ngũ lực, là nó có một phần ở trong cái một chút chút ở trong cái đại giới rồi, và khi mà vượt qua được cái lực ngũ lực này nó tạo ra một cái sự nỗ lực, và chúng ta thấy là nó sẽ linh đến những cái khác, nhưng mà chúng ta thấy là từ từ tất cả mọi thứ thần tục thần thông hay là ước nguyện chúng ta muốn là nó ở chỗ này, mà từ từ sang cái lớp bên kia có một bài chúng ta sẽ học cái đó, ở đây cũng có nhưng mà hôm nay chúng ta tạm thời biết sơ sơ thôi. Tạo ra sự nỗ lực ở đây tức là chúng ta nó cũng trở lại bốn, tức là nó là phát triển của cái này mạnh mẽ hơn thôi. Nó cũng gồm bốn cái, tức là chính là tứ thần túc, tức là làm cho ác chưa sinh thì không sinh. Nó giống như là tiểu giới, chúng ta gồng mình để chúng ta giữ tiểu giới là chính là này. Rồi cái này giống như là chúng ta sang cái trung giới rồi. Trung giới tức là nó cũng bốn cái điều này nhưng mà nó phát triển mạnh mẽ lên thì nó trở thành là những cái điều ác chưa sinh không sinh, tương tự như vậy chúng ta có bốn thôi, và thiện chưa sinh làm cho sinh, và ác đã sinh làm cho diệt, và thiện đã sinh làm nó tăng trưởng. Cái này trong hai cái mức độ này nó có thể khác nhau như thế này, tức là trong cái quá trình chúng ta làm cái này nhiều khi chúng ta có thể lùi sụt và chúng ta có thể ngưng bất cứ lúc nào, và cái chỗ này tạo ra sự nỗ lực ở đây, tức là chúng ta bền bỉ, chúng ta chung vào trong đây và phát triển nó một cách mạnh mẽ hơn. Và cái sức bền bỉ, cái sự nỗ lực và cái sức bền bỉ này nó sẽ tạo ra những cái phương tiện tiếp theo, chứng đắc tiếp theo. Và chúng ta thấy là có một cái hình ảnh rất là dễ thấy của chúng ta, đó chính là ngài Anan. Cái này nó chính là tứ tính cảnh. Hình ảnh của ngài Anan tức là ngài đã vượt qua cái ngũ căn ngũ lực này, tức là ngài nỗ lực. Hình ảnh ấy, ngài Anan tức là trong cái cảnh mà ngài chuẩn bị mà thiết tập kinh điển đó, chúng ta thấy là trước đó là ngài đã làm căn bản cho mọi chuyện pháp phát sinh rồi nhưng mà không đắc được A La Hán, và đến đây chúng ta thấy là đến lúc mà ngài tinh cần nỗ lực ấy, là cái mấu chốt là thế này, cho nên mới nói là tạo ra cái sự nỗ lực này nó sẽ làm tiền đề cho những cái mà chứng đắc cao hơn phía sau. Và chính ngài Anan là cái lúc mà trước khi mà vào trong cái hội kết tập kinh điển là chưa đắc A La Hán, cái mấu chốt của ngài là thế này. Nên bây giờ trở lại mình hỏi một cái câu hỏi là tại sao mà cái lúc mà ngài Anan đang nỗ lực hết sức mình mà không đắc quả, trong khi ngài nói ngài mệt quá ngài nghỉ thì ngài lại đắc quả? Chúng ta biết tại sao nó đang là cái bước này đấy, để chúng ta biết, để chúng ta biết điều hòa là có hiểu câu hỏi không? Tức là ngài Anan á, trong cái quá trình tu tập khi mà Đức Phật còn đang tại thế, sau khi Đức Phật nhập diệt và trước khi ngài chuẩn bị mà ra tham gia vào cái đại hội kết tập kinh điển lần thứ nhất, mà yêu cầu là phải chứng đắc A La Hán mới vô được, mà lúc đó ngài chưa có đắc A La Hán, cho nên là ngài phải nỗ lực miệt mài, tức là ngài tinh tấn một cách vượt bậc để mà có thể đắc được A La Hán. Nhưng mà cái tinh tấn vượt bậc đó nó không đưa đến cái quả A La Hán, mà trong khi đó ngài mệt quá ngài lăn ra ngài nghỉ, không phải lăn ra nghỉ, tức là ngài buông xuống ngày nghỉ, thì đương nhiên ngày đắc A La Hán. Chúng ta có biết lý do tại sao? Xả là cái mong muốn là mình cho cái gì à? Trong cái gì? Trong cái tứ thần túc. Tứ thần túc của mình là cái gì?
tinh tấn. Đáng nhẽ là chưa nói đến cái này sau cái này, nhưng mà tôi liệt kê ra luôn. Hai là tinh tấn, ba là tâm, bốn là định. Nếu mà chúng ta xả cái này ra là chúng ta không bao giờ đắc được cái gì hết đó. Không mong muốn đắc quả là hắn không hướng tâm tới làm sao đắc được. Nếu mà nói mà ngài buông xuống, ngài bỏ cái dục, tức là dục đây không phải là ngũ dục, là cái dục đây tức là cái mong muốn để đắc quả là hắn phải có, không thể bỏ được đấy. Nếu mà ngài bỏ được đấy là ngài không bao giờ đắc. Ngài buông xuống thì là ngài muốn buông cái khác. Không, đã nói là cái dục này là cái dục thanh tịnh, tức là phải có một cái ước muốn. À, chúng ta có thể mở lại cái bài kinh ước muốn. À, ước muốn tức là gì? Ước muốn tức là dục. Dục ở đây nó có hai nghĩa, một cái là dục lành đắc quan, mà nó khác, nó đưa đến khổ đau. Còn cái dục mà muốn để mà đắc quả nó khác, cái đấy là chúng ta được phép. Nếu mà không có cái đấy là không bao giờ chúng ta đạt được cái gì hết đấy. Phải có cái này, cho nên là nó mới là một cái thiện pháp, nó mới là một cái con đường để đưa chúng ta đến giải pháp. Nếu mà chúng ta bỏ cái này ra là không bao giờ chúng ta đạt được gì hết. Phải có, bắt buộc phải có. Tham khởi đầu. Dạ, tại tham khởi đầu thì mình cũng giữ được cái dục điểm là cái câu hỏi. Dạ. Yeah. Rồi mình có cái nghi tình cái câu hỏi đó để mà mình đi tiến dần cái tham khởi, thì cái dục này nó cứ năn ná rằng nếu như mình áp dụng thì nói chung mình cũng có, thì đấy tức là muốn đưa cái ví dụ của ngài Anan là gì, tức là ngài cũng đang nỗ lực ào cái để đạt được giác ngộ. Và cái thoại đầu đấy tức là gì, muốn để cho mình bừng tỉnh cái tâm của mình ra, thì nó là, cũng là một cái dạng mong muốn giải thoát, một trong những cái mà nỗ lực mong muốn, mà mong muốn mình giải thoát. Bất cứ cái nào cũng vậy thôi, thiền nào cũng vậy, và cái tu nào cũng vậy. Nếu mà chúng ta loại bỏ cái này ra không bao giờ chúng ta đạt được gì hết. Mà chúng ta phải nhớ cái dục ở đây tức là mình dùng chung một cái chữ tiếng Pali nó khác. Cái dục mà của ngũ dục lạc là cái mà đáng sợ, phải bỏ xuống. Còn cái dục mong muốn để mà tu đạo, để mà đắc được giải thoát là cái đó chúng ta phải duy trì. Không có thể buông xuống bất cứ một cái gì nào được. Nếu mà buông xuống mà chúng ta không còn cái gì để tu nữa, cái con đường chúng ta vạch ra hai đạo lộ, tức là một cái là như lý tác ý, một cái là phi như lý tác ý. Cái này nó là như lý tác ý, mà chúng ta buông xuống là chúng ta còn cái gì đâu nữa. Mình đang cần nỗ lực mà, tùy theo cái giai đoạn mình đang muốn nỗ lực, mình ào tới. Bây giờ giống như là mình muốn lấy một cái đồ vật đây mà mình cứ tàn tàn, mình đi quay lại đây. Thì biết bao giờ nó tới lấy được cái đấy, ví dụ cái quả đấy là quả A Lán đi. Mình nói là mình không có cái tâm mong muốn, tức là mình không tâm mong muốn đây nó là cái gì, chính là cái hướng tâm tới. Cái tác ý, cái hướng tâm là phải có, không có thể có, không thể thiếu được. Thúc dục nó cũng vậy thôi, nó nếu mà nó là ngũ dục lạc thì cái thúc dục của ngũ dục lạc nó cũng giống vậy. Nhưng mà cái này là mình dùng, tức là một cái là dục lạc của giác quan, một cái là dục tức là một cái ước nguyện ấy, ước nguyện của giải thoát. Nhưng mà tại trong kinh điển dùng những cái từ như này là mình phải dùng theo cho nó quen ha. Tức là tứ thần túc là dục thần túc, tinh tấn thần túc, tâm thần túc và định thần túc. Bây giờ mình đổi cái từ thì nó không nghe quen, nhưng mà mình phải hiểu được là cái dục lạc của ngũ giác quan là đem lại khổ đau, là không có nằm trong đây. Mơ ước nó phải tùy, mơ ước mà mình muốn đạt đến thánh quả, muốn giải thoát thì được. Nhưng mà mơ ước của ngũ dục lạc, chúng ta thấy là bất kỳ cái gì liên quan đến ngũ dục lạc là chúng ta phải buông xuống. Mặc dù là chúng ta không phải buông, là chúng ta vứt đi hẳn, mà chúng ta thấy là phải biết rằng là nó chỉ là cái phương tiện để chúng ta mượn nó để chúng ta tu tập. Cho nên vừa nãy mới nói là cái đó là giống như cái con thuyền để tài đạo, là cái này là ngũ căn đó, chúng ta mượn nó để chúng ta lướt, chúng ta đi tới thôi. Nhưng mà nếu mà trong khi mượn đó, chúng ta thấy là chúng ta rất dễ chúng ta mượn luôn mà chúng ta không có quay lại, chúng ta chỉ cẩn thận ở đó thôi. Bây giờ mình trở lại cái câu hỏi của ngài Anan, tức là tại sao mà trong khi ngài có cái tổ thần túc đó là đang nỗ lực một cách rất là mãnh liệt mà không có đắc quả, trong khi ngài buông xuống
Ngài không có nỗ lực nữa thì Ngài đắc quả. Dạ. Sao? Ngài buông xuống đâu có vô địch. Cái đấy thì nó còn hơi tung tung. Chúng ta không biết là như nào là cao, như nào là tung cả. Chúng ta thấy là nhiều khi chúng ta phải từ từ chúng ta sẽ sang cái chức năng thứ ba đó. Sau khi tạo ra cái nỗ lực, chúng ta lần trước tôi nói sơ sơ đấy, chúng ta phải có một cái sự dũng mãnh. Dũng mãnh tức là chúng ta căng đấy. Chúng ta phải căng chúng ta mới tới được. Nếu mà chúng ta không căng thì không có tới được. Giống như là chúng ta muốn đạt một cái cuối cùng giống như Đức Phật đó. Ngài căng thì cái chỗ là gì? Ngài trước khi mà Ngài quyết định ngồi dưới gốc cội Bồ Đề là Ngài ném cái tô xuống, nói là không thành đạo, không đứng lên, cái đấy là căng đó. Cho nên là phải có cái căng đó, tùy từng lúc, tùy từng chỗ chúng ta phải căng hay không căng. Vừa nãy ai đưa tay em? Rồi lại từ 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 các bác đưa tay. Thầy, em không nghĩ là ông Anang thì cũng có thể nói là ông đã kính được A-la-hán là từ lâu rồi, nhưng ông chưa khác cho được thôi. Tại vì ông kỹ lại, ông là thì đạo của Đức Phật, cho nên ông lơ là khi mà Đức Phật biết đạo rồi thì ông lại có được bắt buộc ông là phải có ăn hán mới được vô. Cái đó cái Phật tư nghĩa thì lúc đó mà ông hán là mới là gắn nỗ lực để học chứng được. Thì ông cũng chứng nói có hai thứ. Thứ nhất ấy, là mình được lý tưởng hóa, bởi vì là Ngài đang muốn đắc A La Hán để mà vào cái tập kinh điển, chứ không có thể nói là Ngài đắc rồi được. Đắc rồi thì người ta không có nỗ lực làm gì nữa. Và cái thứ hai ấy, bây giờ thầy cũng đang ngẩn, nhưng mà thầy muốn hiện ra lắm mà nó chưa hiện. Cái đấy là đoán thôi, chứ còn trên thực tế không phải vậy. Tức là Ngài nỗ lực ấy, Ngài nỗ lực hết sức mình để mà đạt được A La Hán mà không có đạt được. Ngài buồn, Ngài mệt cũng Ngài buồn. Đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai chúng ta thấy là cái câu hỏi của thầy đang nói là tại sao mà đang nỗ lực thì nó không được, mà Ngài nghỉ nỗ lực, Ngài ngưng Ngài mới được. Còn đấy là như câu nói, tức là Ngài nỗ lực Ngài đạt. Cái duyên lúc tới bây giờ không biết cái duyên của thầy nó ở đâu, ta sao mãi không tới. Nghe thì cũng có vẻ hợp lý, nhưng mà để từ từ thì thầy cứ xong cái này đã. Có vẻ hợp lý nhưng mà là từ câu một cũng có thể nói nghe thì có vẻ hợp lý nhưng mà không có đúng, bởi vì như vừa nãy thầy có nói, tức là Đức Phật phải quăng cái bát xuống, tức là trong quá trình nỗ lực đó mà Ngài phải dũng mãnh, Ngài vượt tới. Ngài A Nan chưa có đủ cái dũng mãnh mà Ngài buông xuống, thì nên là chưa có đủ dũng mãnh để đạt thành quả. Là anh nói về cái ngã đấy thì nó chưa có đúng, nó có một cái khác nữa, để từ từ đến được rồi. Bà có thành thông rồi mà bà không biết sử dụng. Từ đến khi có thể là Ngài đã có rồi đó, mà Ngài không biết sử dụng. Đến khi mà Ngài đang xuống rồi đó, thì là tự nhiên cái biết là nghĩ là cái thế nào. Giống 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 như kia. Thế thì rồi có gì thì giống như kia. Lúc đấy đâu có ai nói Ngài đâu, đâu có ai nhắc Ngài đâu. Lúc mà Ngài buông cái nỗ lực ra, đâu có ai nhắc Ngài đâu. Mà tự nhiên Ngài ngày 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 lắc ngọt rồi mình tạm thời là nhớ đấy. Thì nhớ chắc phải buồn giống nhau đấy, mình thấy có ai đưa tay nè. Dạ vâng. Ngài nhập viện mất rồi. bây giờ nhiều lúc thầy thế thầy cũng nỗ lực lắm mà không thấy Đức Phật chứng cho cái gì hết. Như thế này chúng ta thấy là để đưa ra cái ví dụ này, chúng ta thấy này, ví dụ như là chúng ta lớp 1 thì tệ quá, mình bây giờ lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, 9, 10, 11, 12 và đích đi. 12 ví dụ như là Giải Thoát Tăng Ngộ đi, là A-la-hán đi.
lớp, ví dụ lớp 12 là của A-la-hán, còn bây giờ chúng ta thấy là với cái mức độ của ngài A-nan đó, tức là đang ở cái mức độ tinh tấn, lục có, tinh tấn có. Đây là lục tinh tấn, là ví dụ như là 1, 2, 3, 4, chúng ta cho nó xuống 5, 6, 7 đi. Có lục. Rồi, có tinh tấn. Nhưng mà chúng ta biết là giải thoát đắc ngộ A-la-hán nó cần phải cái gì? Theo như tứ thần túc, chúng ta thấy là trên thực tế tinh tấn thần túc, tâm thần túc và định thần túc, trên thực tế nó là lưới định. Chúng ta thấy là dục thần túc tức là khởi lên cái tác ý, khởi lên cái mong muốn. Và tinh tấn ở đây như lần trước có phân tích chúng ta thấy trong bát chánh đạo, tinh tấn nó chính là cái sự nỗ lực giữ giới hay là diệt ác làm thiện, nó là một cái cách khác của giới. Mà tâm nó tính là định, tâm là cái này, xin lỗi, cái này là tuệ. Tâm nó tính là định, tu tâm tức là tu định. Ngài Mục Hiền Liên, ngài đắc được thần tâm là do ngài tu tâm giải thoát. Bốn thần túc là lục thần túc, tinh tấn thần túc, tâm thần túc và tuệ thần túc. Chúng ta thấy là như vậy là hai cái này nó có ở trong giới, và tâm thần túc nó chính là định, tuệ thần túc nó chính là tuệ. Trong khi đó ngài A Nan mới đang có hai cái này thôi, cũng có cái này nhưng mà nó chưa đủ đâu. Mà bây giờ đáng lẽ là ngài tinh tấn ở cái mức độ này nó vừa phải, nhưng mà ngài tinh tấn tới cái mức đến số 10 chẳng hạn, là chúng ta thấy cái điều gì xảy ra? Lục tốt bất đạt. Lục tốt bất đạt ở đây là cái gì? Tức là hai cái này nó không có đi đồng thời, hai với hai cái này nó không có ba lần, nó không có ba lần với nhau, là nó làm bất bay. Cho nên là khi mà ngài ngưng hai cái này xuống một chút đó, thì hai ngày nó đuổi kịp nhau. Giới định tuệ là nó phải có trong nhau đồng thời. Chúng ta biết rằng là trong giới có định, trong định có tuệ, và trong tuệ có giới. Hai ngày nó đang bị tách biệt ở hai cái ngày, tức là nó đang chạy nhanh quá. Dục với lệ tinh tấn đang chạy nhanh quá, và định với tuệ nó mới chạy đến số 5 hoặc số 6. Hai cái nó đang bị tách biệt ở nhau, nó không có đuổi kịp nhau. Cho nên khi mà ngài buông xuống không phải là ngài ngưng, ngài không tu, bởi vì cái dục thần túc của ngài đang mong muốn quả là hắn rất là nhiều. Và cái nỗ lực của ngài tạm thời ngài buông xuống một chút đấy, buông xuống để đi tiếp, chứ không phải buông xuống là buông luôn. Giống như chúng ta nghĩ ngài buông xuống một chút đấy, thì tự nhiên là cái tốc độ của cái này nó giảm dần đi. Đáng nhẽ nó chạy đúng 12 lần mà nó đang ngưng ở đây, thì lúc đó định trí tuệ nó chạy tới kịp. Đại khái như vậy thôi. Chúng ta con hiểu không? Tức là ba cái nó nương nhau, giống như cái kiềng ba chân, chúng ta biết rồi, kiềng ba chân mà một cái chân mà kiềng nó cao, hai cái chân nó cao, thì cái chân thứ ba nó không thể đứng được. Thế nên là nó phải đều nhau. Chúng ta thấy là tu là chúng ta phải biết ba lần niệm hơi thở ra, niệm hơi thở vào, tức là chúng ta cũng ba lần cái thân thể, cái tâm của chúng ta thôi. Khi mà cho nên là cái thế gian chúng ta nói một cái câu gọi là dục tốc bất đạt là vậy. Thế là chúng ta mong muốn cái điều đó một cách thì là nhanh, trong khi chúng ta chưa chuẩn bị kịp mọi thứ, thế là chúng ta chưa sẵn sàng, và chúng ta muốn là cái đấy là tới liền, là nó không thể tới được. Trong cuộc sống chúng ta thấy rất rõ cái điều đó thôi. Tương tự như vậy, cái nguyên lý của nó tương tự với lại trong đạo, vì cái tốc độ nó quá nhanh. Ví dụ như là mình đang học lớp 6 mà mình muốn tốt nghiệp lớp 12 liền, cái việc không có. Chúng ta phải từ từ để cho cái thời gian nó đi tới. Cái mong muốn là chúng ta muốn đấy, muốn quả là hán, muốn lớp 12 chúng ta có rồi đấy, nhưng mà chúng ta thấy là phải từ từ phải học xong những cái này, cái điều này đã, trong học xong cái điều này đã rồi nó mới tới đây được. Còn đây chúng ta thấy là chúng ta mong muốn chúng ta tới đây, mà trên thực tế tri thức chúng ta mới có tới đây, chúng ta đòi tắt thì là cái chuyện không có thể có được. Cho nên phải ngưng lại một chút. Ngưng lại không phải là chúng ta ngưng luôn, mà chúng ta vẫn tiếp tục học, giống như học sinh ấy, vẫn tiếp tục học, từ từ nhấn lại theo từng bước, từng lớp nó đuổi kịp nhau, thì tự nhiên là cái đấy nó sẽ hiển lộ ra đây. Cái đó thì không có, nhưng mà tức là theo như phân tích của sứ giả với các tổ thì
chúng ta thấy là tức là mình theo như thầy đã nói, cái việc tu tập của chúng ta nó là một cái công thức giống như công thức toán học thôi. Chúng ta làm nó đúng, nó phù hợp với công thức toán học thì nó ra. Và theo như cái sự phân tích một cách về cái lưới, cái định với cái tuệ thì chúng ta thấy là khi mà nó không có đuổi kịp nhau thì giống như cái chân, chúng ta thấy là chúng ta có thể hình dung ra cái nguyên lý nó là như vậy thôi. Chứ còn cái chuyện mà chứng đắc ấy là người nào tu người đấy chứng, nhưng mà tất nhiên là trên cái bình diện của nó có cái nguyên lý và cái công thức tu của nó, và chúng ta làm đúng cái công thức đó thì chúng ta sẽ từ từ tới được điều đó. Còn trong khi đó là giống như cái chỗ này là vì ngài ca diếp thúc ép quá cho nên là ngài chạy thật nhanh, giống như là bị ma đuổi ấy, ngài chạy thật nhanh cho nên là sẽ bỏ lại hai cái anh này, là cái chuyện mà chúng ta có thể thấy được. Bỏ lại hai anh này là tự nhiên là chúng ta thấy là nó bị mất ba lần, là tự nhiên ngài ngã xuống thôi, ngài ngã xuống lúc đấy thì chúng ta thấy là, nhưng mà cái tâm mong muốn của ngài vẫn có, bởi vì bậc thánh bất thối chuyển mà, cho nên là cái dục thần túc nó vẫn còn. Khi mà ngài ngưng xuống một chút đấy là cho những cái đó nó đuổi kịp nhau. Dạ vâng. Vâng vâng. Dạ vâng được. Dạ. Thì thầy nói với tụi con như thế nào? Thế là ý muốn nói rằng là do cái giới, cái định, cái tuệ của ngài Anan nó đang ở một cái mức độ mà tức là nó có thể đến được cái số 12, nhưng mà nó phải cần có một cái tức là cái tâm lúc đấy nó quyết định và nó phải ba lần lại với lại những cái giới, cái định, cái tuệ. Nhưng mà trong khi đó thì ngài quá ham muốn, cho nên là lúc đấy cái tâm của ngài nó đang vượt, tức là ngài ca diếp đưa ra cái đấy, tức là ngài biết là cái thời cơ ngài Anan đã tu tập trong cái quá trình đấy là tạm thời là có thể nói là đủ rồi, chỉ cần một cái tác động giống như cái chất xúc tác vào là ngài có thể tác được vào A Lán, cho nên là ngài mới kích động vào. Do kích động vào đó thì ngài Anan chạy cái này quá nhanh, tức là ngài, tức là ngài cũng có thể biết rằng là do cái chạy quá nhanh này thì ngài Anan do mong muốn thì ngài sẽ chạy nhanh. Khi mà chạy nhanh thì ngài từ từ ngài sẽ mệt, ngài sẽ mệt thì ngài từ từ ngài sẽ thấy được cái ba cái này nó bị, tức là nó làm cho cái sức tinh tấn nó quá mạnh thì nó sẽ vượt qua hai cái này. Khi mà ngài nhảy xuống thì nó sẽ làm cho những cái đó nó từ từ nó bình quân lại, thì từ từ nó sẽ hiển lộ ra thôi. Không biết các còn chưa hiểu đúng không? Từ cách nói là tức là trong cái quá trình tu tập đó, mình không phải cái gì mình mong muốn một cái, tức là mong muốn chính đáng, không phải mình mong một cái là mình được, mà trong cái quá trình mong muốn đó là mình phải chuẩn bị cái tư lương của mình. Cái tư lương đó tức là cái giới, cái định, cái tuệ, chúng ta phải tu tập một cách đồng thời. Khi mà đồng thời thì giống như cái kiềm ba chân đó, khi mà nó có cái sự đồng thời nó tiến từ từ thì đến một mức độ đủ, vừa đủ, giống như là chúng ta nào 500.000. Khi mà chúng ta trả từ từ rồi đến 500.000 chúng ta trả vừa đủ là xong. Còn nếu như mà chúng ta thấy là chúng ta 500.000 chúng ta trả được 499.000 rồi, chúng ta muốn trả tiền nhanh, cho nên là thay vì chúng ta phải làm một tuần, chúng ta làm cho nó một tuần cho nó đủ cái tiền để trả cái số nợ đó, chúng ta làm overtime này ạ. Overtime thì nó quá sức, nó làm chúng ta kiệt sức xuống, thì từ từ chúng ta nói là như vậy là cái sức khỏe mình không có đủ, mình phải ngưng lại một chút để cho cái sức khỏe của mình nó đủ. Thì thay vì lẽ ra mình phải một tuần mình mới đủ hết cái đấy, nhưng mà mình quá nhanh ấy thì mình kiệt sức và mình phải ngưng lại, ví dụ là thay vì một tuần nhưng mà 5 ngày mình đủ, thì cái sức tinh tấn cái dục cái chạy nó nhanh ấy, nhưng mà nhanh ở cái mức độ của nó để cái thời gian và cái sức lực của mình nó đủ, nó trung hòa lại với nhau. Thì
cái mình muốn nói ở đây tức là gì, tức là mặc dù cái tâm mong muốn đắc a la hán của mình có, nhưng mà mình phải biết dung hòa cái con đường tu trong cái giới, với cái định, với cái tuệ của ngài. Đây là cái con đường bát chánh đạo đó. Nói ra của mình thì nó hơi chiều tượng một chút, bởi vì mình chưa bước vào cái đạo lộ siêu thế, tức là như những cái tâm sở trước vẫn nói đấy, tức là từ những cái này nó phát triển, những cái này rồi phát triển đến đạo lộ siêu thế. Khi mà ngài bước chân vào cái đạo lộ siêu thế thì ngài sẽ thấy rõ hơn một chút. Thì cái đạo lộ siêu thế đó, khi mà ngài ngưng lặng chút thì ngài sẽ thấy được cái sức balance của nó. Giống như là chúng ta trở lại cái lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 ấy, thì mình hình dung nó sẽ dễ hơn. Thì ngài cũng ở cái mức độ đó, nhưng mà cao hơn. Mà mình chưa thấy cái điều đó thôi. Không biết có rõ hơn. Chắc cũng còn là mà đúng không? Tức là đại khái ở đây ngắn gọn lại, tức là chỉ muốn nói rằng là cái tâm của mình nó chạy quá nhanh. Tức là cái giới của mình trong cái tinh tấn, cái dục đó, là có cái sự muốn, có một cái mong muốn tốt đẹp. Và cái tinh tấn này nó là một trong những cái nỗ lực, và trong đó nó có cái giới. Như vậy tức là gì? Tức là cái việc mà mình giữ giới, cái tâm mong muốn của mình nó quá nhanh. Trong khi đó cái tư lương của mình ngồi thiền định chưa có đủ, và mình học chưa có đủ như chẳng hạn. Mình học chưa đủ, mình ngồi thiền chưa đủ, mà mình muốn đắc quả là cái chuyện không có thể có được. Và khi mà mình ngồi thiền đủ, mình học đủ, mà đến khi mà mình mong muốn là tự nhiên nó đủ. Cũng giống như là, cũng giống như vẫn nói đó, tức là ví dụ như là cái dục thành túc và cái tinh tấn thành túc, giống như là chúng ta thấy là cái mặt hồ đây. Khi mà cái mong muốn chúng ta chiếu mặt trời của trí tuệ vô, mặt trăng của trí tuệ vô, chúng ta muốn chiếu vô là chúng ta muốn rồi đó. Và chúng ta nỗ lực, chúng ta đang nỗ lực làm cho cái mặt hồ này nó tĩnh lặng lại thì nó mới chiếu được vô. Thì cái tĩnh lặng đó chính là cái tâm, tức là cái định đó. Trong khi đó cái tuệ tức là gì, tức là chúng ta phải tìm trí tuệ, chúng ta tìm cách, tức là cái này nó đang hồn nào nó, tức là đang nổi lên nổi xuống rất nhiều cặn bã, rồi rất nhiều các cái thứ khác. Chúng ta phải dùng cái trí tuệ chúng ta làm sao để chúng ta lấy nó ra, để cho nước nó trong, thì cái đó ví như định trí tuệ. Và trong cái quá trình lấy rong rêu ra, chưa lấy xong mà chúng ta muốn cho cái này vào liền là nó không hiện lên. Cho nên là chúng ta thấy là cái mong muốn này chúng ta nó đi trước với lại cái việc của chúng ta dọn dẹp cái tâm mình. Cho nên là chúng ta mong muốn là vừa đủ để cho cái việc trong cái công việc chúng ta đang làm dọn dẹp này, nó vừa với lại cái mức độ mong muốn của chúng ta. Thì ba cái nó balance với nhau, tức là chúng ta làm cách chúng ta là nó không có quá sức của mình. Do chúng ta làm cái này chưa xong mà chúng ta mong muốn cái này, tức là chúng ta mong muốn một cái nó quá sức của mình, cho nên là nó mới mệt, cho nên là ngài mới phải nghỉ xuống. Mà ngài nghỉ xuống tức là gì, tức là ngài ngưng cái việc mà chạy nhanh quá để cho nó đến đồng thời với cái việc chúng ta dọn dẹp cái tâm của ra. Thì cái ý chính của nó là vậy, tức là cái quan trọng của chúng ta ai cũng mong muốn và bị thúc ép như vậy, ai cũng mong muốn là phải đạt chuyển nhanh. Nhưng mà trong cái quá trình chuyển nhanh đó thì chúng ta phải suy nghĩ đến cái định trí tuệ của chúng ta để làm, tức là nó đã gần như xong rồi, chúng ta chỉ còn lại là chúng ta làm hiển lộ nó thêm nó lên thôi. Nhưng mà do cái này nó mạnh quá nên nó làm che cái việc mà chúng ta muốn hiển lộ đi. Đại khái như vậy. Có sao không? Không phải là không còn nỗ lực mà vẫn còn, nhưng mà tạm ngưng xuống để cho ba cái này nó đuổi kịp nhau thôi. Nhưng tức là nó không đúng vào cái công thức đó thôi, chứ không phải nó không sai. Tất nhiên đây là cái việc mà giải thoát ấy, tức là khi mà mình hết cái ngã, tức là mình giải thoát, cái công thức nào cũng vậy thôi. Nhưng mà đấy là nói trên một cái cách chung chung, và bây giờ chúng ta đi vào một cái chi tiết cụ thể của cái ngài A Nan. Tức là trong cái quá trình đó, tức là ngài đang để cho một cái nó đi quá nhanh và hai cái kia nó chưa có đuổi kịp, cho nên là ngài phải, cái lúc mà ngài nhưng đó không phải là ngài thối tâm, mà tức là trong, mặc dù có thể là do cái hoàn cảnh đấy không phải là ngài chủ đích muốn ngưng, nhưng mà do nó mệt quá ngày ngưng thôi. Nhưng mà do cái đó là gọi là vô tình gặp bí kíp, thì ba cái nó đuổi kịp thời nhau thì ngài có thể
Buồn lo đâu rồi. Thầy nói theo cái linh chuyển độ sơ trung đẳng thì đó là cái duyên nghiệp của ngài An Na, cái duyên nghiệp của ngài thầy tu khi tôi đến cái lúc thầy đúng chỗ cái duyên thì được chứ không không nói cái nghiệp được. Cái duyên nó tới, cái duyên nó phải thời thì nó tới, thì tức là do cái hoàn cảnh cái duyên đó ngày ngày mệt quá ngày ngưng lại thì nó cái duyên nó thành cho nó tới chứ không thể nói nghiệp được. Nghiệp tức là nó điều động mình, còn cái duyên ấy là mình dựa trên cái duyên đó mà làm hiện lộ ra cái này và cái kia. Dạ vâng. Ví dụ như là lớp 11 là sẽ tới lớp 12, nhưng mà trong khi đó là mình đang lớp 11 nhưng mà mình muốn lớp 12 liền, tức là mình chạy nhanh quá so với lại cái sức học của mình. Ví dụ mà mình muốn học vượt cấp chẳng hạn, học vượt cấp mà mình đang sức mình mới có, không có khả năng mà có cái trí tuệ mà nó nhạy bén, nó sâu sắc và nhanh, mà mình đang học lớp 11 mình muốn vượt cấp lên lớp 12 thì tự nhiên là mình không có đủ sức, là mình lại phải tụt lại thôi. Nhưng mà khi tụt lại thì không phải là mình không có muốn học nữa hay là mình ngưng học, mà khi mà tụt lại lớp 11 thì mình từ từ lên tiếp để nó đuổi cùng với nhau. Làm sao được? Mình đi tiếp được chưa? Thì như vậy thì chúng ta thấy là khi cái chức năng thứ hai khi mà tạo ra sự nỗ lực ở đây, tức là nó có hai ý. Thứ nhất là cái này như đã nói nó hợp lý tính cần. Và cái câu chuyện ngài Anan muốn nói rằng là tức là thứ tính cần ở đây tức là chúng ta phải duy trì chứ đừng có buông xuống, mặc dù nó khó nhưng mà chúng ta duy trì nó một cách đều đặn đến một cái mức độ nào đó thì cái sự đều đặn nó làm chúng ta có một cái sức mạnh để chúng ta vượt qua những cái khác và nó có thể chống lại những cái bất thiện pháp. Thì trong cái nghĩa này thì cái này nó được gọi là hai một, cái này nó được gọi là nghĩa này nó là nỗ lực. Và cái thứ hai, sau khi mà bốn cái điều này chúng ta làm một cách thuần thục thì nó tạo thành cái phương tiện để thực hiện mục tiêu cố gắng. Thế là chúng ta đang tăng tốc dần dần đấy. Cái này là giống như là chúng ta đang khởi động và bắt đầu chúng ta giống như là bắt đầu warm up và bắt đầu từ từ đi, và cái này bắt đầu là chúng ta nó bắt đầu chạy một cách đều lấy cái người vận động viên mà chạy marathon không bao giờ người ta chạy ào một cái ngay lúc đầu, mà người ta phải chạy từ từ. Lúc đầu mình không hiểu, mình nói là tại sao mà không chạy nhanh như thì vượt nó trước đi, mà tại sao là cái chạy dần dần từ từ làm gì. Trên thực tế nó có cái nguyên lý của nó, tức là cái này là chúng ta phải, nó chính là tứ tinh cần, tức là chúng ta nỗ lực một cách đều để khởi động. Nếu mà chúng ta chạy quá nhanh thì cái chân của chúng ta nó chưa có được mềm dẻo, xương khớp chưa được vận động thì nó có thể đưa đến những cái tai nạn. Và khi mà chúng ta thực hiện một cách đều ấy, thì nó sẽ đưa đến cái phương tiện để thực hiện một cứu cánh. Và cứu cánh ở đây nó chính là ở cái chỗ này này, tứ thần túc. Gồm có dục thần túc, tinh tấn thần túc, tâm thần túc và tuệ thần túc. Bốn cái điều này như lần trước có nói, nó sẽ tạo cho chúng ta có thành tựu được những cái ước nguyện của chúng ta, giống như cái bài kinh Trường Bộ mà có Đại Phát Niết Bàn, khi mà ngài Anan, tức là Đức Phật gợi ý cho ngài Anan nói rằng là nếu mà Như Lai là người đã thu tập tứ thần túc một cách điêu luyện, một cách lão luyện, nếu như mà Như Lai muốn, ngài có thể sống trọn kiếp này hoặc là có thể sống dài hơn một cái kiếp số ở trong cái thế giới này được. Thì ngài Anan nghe nhưng mà không có hiểu được cái gợi ý của Đức Phật, cho nên là ngài đã bỏ qua cái cơ hội để tìm Đức Phật ở lại lâu dài. Thì tứ thần túc này chúng ta thấy là trong đó cái dục thần túc đó nó có thể giúp chúng ta hướng tới cái mục tiêu cứu cánh, và ba cái còn lại nó là cái phương tiện mà chúng ta đang dần dần hoàn thiện cho cái phương tiện của giới định tuệ, tức là tinh tấn, tâm và tuệ một cách hoàn thiện.
tức là giống như chúng ta V nó gần tròn rồi, chỉ cần một cái thúc đẩy nào đó, một cái động cơ nào đó, một cái duyên nào đó nó tác động vào cái sự viên tròn đấy là lập tức giới định vệ nó bung ra thành giải thoát thôi. Bản thân giới định vệ nó không phải là giải thoát. Và cái thứ hai nữa nó chính là tạo ra thân đắc chi. Khi mà cái sự nỗ lực và cái sự đều đặn này nó được tập luyện một cách đều đặn thì nó phát huy ra sức mạnh tạo thành thần túc. Thần túc này tức là nó có khả năng siêu việt, khả năng siêu việt này phát triển mạnh nữa thì nó tạo ra là cái chi phần đưa đến giải thoát giác ngộ. Chúng ta có thể mở ra trang số 76, đoạn thứ hai. Hôm nọ chúng ta đã xong được một đoạn rồi. Viriya được xem là một trong năm khả năng kiểm soát ngũ căn vì nó khắc phục trạng thái lười biếng. Viriya cũng được xem là một trong năm năng lực kiểm soát là ngũ lực bởi vì nó không thể bị trạng thái lười biếng làm lay chuyển. Thì đó là cái chức năng thứ nhất. Đây là ngũ căn ngũ lực, nó giúp cho chúng ta khắc phục lười biếng. Lười biếng thì không bao giờ đưa đến giải thoát được, như trong một cái bài kinh Trung Bộ Đức Phật nói rất rõ. Có cái anh chàng đó sống phóng túng đó, mà đã xuống tức là Diêm Vương bắt xuống địa ngục thì xuống anh ấy bật lại Diêm Vương nói là tôi còn trẻ này sao bắt tôi xuống đây mà không có báo trước. Thì Diêm Vương nói là ta có báo mà người không biết đấy chứ. Anh nói đâu thấy báo gì đâu, tôi thấy đâu thấy cái chuyện gì đâu. Thì người Diêm Vương nghe nói là anh có thấy là cái đứa trẻ nó mới sinh ra không? Tôi có thấy thấy hoài chứ. Diêm Vương nói là có thấy là cái đứa trẻ nó sinh ra là nó không có chủ động được cái gì hết, là nó nằm trên phận trên dơ, nó cũng không có biết mà người ta điều khiển nó, tức là mình không có thể tự chủ được không. Thì anh nói là tôi cũng thấy nhưng mà do phóng dật nên tôi không có biết. Xong rồi Diêm Vương nói là ta có cho sứ giả thứ hai xuống thăm nhà ngươi có thấy không? Nói không thấy. Sứ giả thứ hai là gì? Đó là lão, tức là tuổi già, có thấy là những người lung phung mà một đàn trẻ giống nhau, kể ta nâng đỡ rồi cũng đại tiện tiểu tiên ra, thậm chí không có biết. Anh có thấy không? Thấy hoài là sao không có tu? Tôi do phóng dật không có tu được. Tức là thấy thì thấy đấy nhưng mà vẫn còn ham chơi, cũng giống như mình thấy nhà giống có người chết đấy, nhưng mà người thế người ta chết nhưng chưa đến được mình nên còn chơi được, không sao. Và tương tự như vậy, cái người thứ ba là bệnh, thứ tư là chết, cũng giống như vậy. Rồi anh cũng nói là thấy thì thấy nhưng mà còn phóng dật, tức là còn ham chơi cho nên là không có biết. Chúng ta biết là Diêm Vương bắt xuống, tức là muốn nói rằng là đó là cái vô thường, nó có thể đến bất kỳ lúc nào. Nếu mà cái người mà sống phóng dật đó thì sẽ phải đi xuống những cái cõi nó không có được tốt đẹp. Còn nếu mà chúng ta thấy là nếu mà chúng ta khắc phục trạng thái lười biếng của năm căn và nó tạo ra năng lực kiểm soát, tức là của năm lực, tức là chúng ta sống không có phóng túng, không có lười biếng thì sẽ đưa chúng ta đến những kết quả tốt đẹp. Thì đó là cái chức năng thứ nhất. Cái chức năng thứ nhất. Nó có những cái tầng bậc của nó của cái sự tinh tấn. Như lần trước tôi nói là tránh tinh tấn nó có chia làm ba, tức là tinh cần, tinh tấn và dũng mãnh, nó sẽ chia làm ba. Buổi sau chúng ta sẽ thấy cái đó. Còn năm căn đây tức là đang là cái phương tiện, đang là cái giai đoạn ban đầu, tức là mình đang nói cái tâm sở tinh tấn từ cái tâm sở mà bất thiện và bắt đầu chúng ta phát triển lên thì nó sẽ làm nền tảng mọi thiện pháp. Nền tảng thiện pháp chúng ta thấy là chúng ta chia ra thì chia như vậy thôi, nhưng mà trong năm căn nó có năm lực và trong đó nó có tín tấn niệm định huệ, nhưng mà những cái tín tấn cái niệm định huệ nó chưa có phát triển được, nó chưa có công năng. Nó qua là chúng ta chỉ giống như chúng ta biết được đến nó thôi, nhưng nó chưa có phát huy công năng và chưa có tác dụng gì hết, ví dụ như vậy. Chúng ta đọc cái đoạn tiếp để bổ túc cho cái mà chúng ta mới học. Viriya là một trong bốn phương tiện để thành tựu mục tiêu cứu cánh. Cho nên ở đây chúng ta thấy là phương tiện mục tiêu thực hiện mục tiêu cứu cánh là đó, tức là nó chính là tứ thần túc.
và cũng nằm trong bốn phương cách nỗ lực tối thiện là tứ thánh cần, được nâng đến mức độ cao siêu là cái buổi kế tiếp. Chúng ta thấy là đó là tứ thánh cần và tứ thần túc và thất đắc chi, là cái đoạn chúng ta mới đọc đấy. Thì hôm nay chúng ta đã học xong cái chức năng, ôn lại cái chức năng căn bản mọi biện pháp của bài trước, và chúng ta đi qua cái sự chức năng thứ hai, đó là tạo ra sự nỗ lực, và cái nỗ lực đó là sự bền bỉ và cái gia tăng tốc độ của cái việc mà chúng ta huấn luyện cách thuần thục, thì nó sẽ đưa đến tứ thần túc và đưa đến thất đắc chi để chuẩn bị cho cái đạo lộ siêu thế. Ngày hôm nay có lắc rối không? Chúng ta về tư duy thêm rồi về sau có cái gì chúng ta chia sẻ tiếp là bổ sung cho đề tài. Là sao? Tứ tính cần là mình đã liệt kê xong rồi. Tứ thần túc với thất đắc chi là những cái, từ những cái này nó sẽ đưa đến cái sức mạnh của những cái này. Thì buổi sau chúng ta có thể đi thêm về cái này một chút. Mà chúng ta này đây. Thì đương nhiên là mình đang ở cái cõi mà nó còn chưa có thuộc vào trong cái, mấy cái chức năng này. Cho nên là cái chỗ này mình chưa có được hết, cho nên là mình không có thấy được những cái này. Mình còn đang tranh sáng tranh tối ở cái chỗ mà tinh tấn, tà tinh tấn với tránh tinh tấn, nên mình không có thể thấy được những cái đó thôi. Nhà chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và sanh